Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xuyên Về Việt Nam. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Chúc các bạn là một cái chiếc xe Đông Ben X30 V2 hai chỗ mà bên mình đã thực hiện cho một khách hàng. Khách hàng này dùng cái xe V2 này để chở các cái thực phẩm đông lạnh đằng sau lưng. Thì cái sản phẩm này đang trên cái quá trình mà hoàn thiện. Thì hôm nay bên mình cũng đăng kiểm cái xe này, thì mình cũng tiện làm cái video để cho các bạn xem được các cái sản phẩm chất lượng mà bên mình đang thực hiện. Thì trước mắt các bạn là một cái sản phẩm X30 V2 được sơn màu đỏ và điểm xuyết với nó là màu trắng và màu xanh. Thì cái đơn vị mà họ mua cái xe này là cái đơn vị về Âu Lạc, họ làm về thực phẩm. Thì cái logo mà họ lựa chọn là cái logo của họ thì có màu đỏ, màu trắng và màu xanh. Thì cái market mà bên mình làm ra thì nó cũng dựa trên cái logo của họ, làm sao để bộ nhận diện thương hiệu của họ một cách tốt nhất và dễ chịu nhất. Đây, như các bạn nhìn thấy là mình sơn đỏ này, một hình vòng rất là nổi bật như thế này. Thì cái hình ảnh của cái xe X30 này khá giống với một cái sản phẩm dự thi mà bên mình đã từng làm trước, dự thi về cuộc thi xe tải đẹp. Thì cái sản phẩm này, nhưng khác ở cái là cái sản phẩm này là sơn. Đây, như các bạn sẽ nhìn thấy là cái chất lượng sơn của nó. Đó, nó không phải là dán đề can như cái sản phẩm mà dự thi xe tải đẹp mà trước mình đã từng review. Thì cái sản phẩm này là sơn. Cái sản phẩm này thì ban đầu của nó là màu trắng mà mình sẽ sơn đỏ như thế này, và đằng sau mình sẽ sơn một chút xanh. Thì nó giống như cái cánh đang vẫy. Đó, hai cái phần này nó như là cái phần cánh ấy. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Thì ở đằng sau thì mình chỉ sơn đỏ phần đuôi đít này thôi. Đó, nó vẫn điểm xuyết thêm cái khu vực xanh như thế này. Tại vì cái Âu Lạc mà, tại vì cái logo của họ là Âu Lạc và tên công ty của họ là Âu Lạc, nên họ sử dụng cái con lạc là một cái biểu tượng của Việt Nam để sử dụng cho cái logo của họ. Thì cái xe thì mình cũng thiết kế làm sao cho nó mang cái hơi hướng là giống cái logo và thể hiện được cái tinh thần dân tộc ở trong đó. Thì cái xe này khi mà mình thiết kế xong thì mình đánh giá nó là một trong những cái siêu phẩm mà bên mình thiết kế. Thế nhưng mà hiện tại đây thì nó vẫn chưa hoàn thiện, còn các dán các cái đề can lên rồi hoàn thiện nội thất cũng như ngoại thất sau thì mình sẽ có một cái video chi tiết sau về cái sản phẩm này. Mình giới thiệu qua thì cái sản phẩm này vẫn giống như các cái sản phẩm X30 khác mà mình đã từng giới thiệu thôi. Chúng ta sẽ có một cái sản phẩm xe hai chỗ và một cái khoang chở đằng sau được trọng tải là 950 kg. Tất sản phẩm này mới 100%. Nội thất thì vẫn giống như các cái sản phẩm X30 khác, nội thất chia được làm 3 khoang. Ở đây là giả vân gỗ, giả da, hai loa hai bên, hệ thống điều hòa hai chiều, cần số như các cái mọi sản phẩm Đông Ben X30 khác thôi, không có gì khác biệt cả. Ở đằng sau cũng vậy. Đằng sau này thì chúng ta về cái đời X30 2019 thì nhà máy đã thay thế cái tấm sàn bằng hai lớp như thế này, một lớp tôn ở trên và một lớp ni lông và một lớp cao su ở bên dưới. Đằng sau này thì tại vì cái xe này sẽ có những cái xe mà nó sẽ được tích hợp cái tấm chắn điều hòa. Như cái sản phẩm này thì tùy thuộc vào khách hàng có nhu cầu là muốn lắp tấm chắn điều hòa hay không thì bên mình sẽ hoàn toàn hỗ trợ các bạn free về cái tấm chắn điều hòa này. Đấy, thì ở đằng sau này bên mình đã thiết kế là có một cái khoang lạnh, nó đắp kín vào cái khoang này luôn. Và cái nhiệt độ của cái khoang lạnh đấy nó rơi vào khoảng từ âm 5 độ đến âm 20 độ. Nó rất là đắt tiền để sở hữu, để chở thực phẩm như vậy. Đấy, đằng sau thì các bạn sẽ thấy là nó cũng không khác biệt gì nhiều so với các cái sản phẩm Đông Ben X30 khác. Nó vẫn là một cái nội thất của một cái sản phẩm xe 8 chỗ từ bên Trung Quốc và họ mang sang Việt Nam. Họ chế biến nó thành sản phẩm 2 chỗ. Xin lỗi các bạn là cái xe này chưa được rửa nên là nó sẽ còn có các cái vết bẩn ở bên ngoại thất cả lọ. Và như vậy là mình đã cho các bạn xem qua một cái sản phẩm mà bên mình đang thực hiện. Thì mình sẽ có một cái video khác làm chi tiết hơn về cái sản phẩm này sau khi mà nó đã hoàn thiện 100%. Mọi ý kiến đóng góp thì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới video. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Và các bạn có bất kỳ thắc mắc về cái sản phẩm xe nào của Đông Ben hay là của nhãn hiệu Xuyên Ray thì các bạn có thể là gọi vào số điện thoại 0987733322 hoặc để lại comment ở bên dưới video. Xin chân thành cảm ơn các bạn.